Hôm nay mình quay trúng quà các bạn. Đầu tiên thì các bạn click cái phần link mô tả của mình thì nó ra một cái giao diện như vậy, rồi mình sẽ review, mình sẽ nói qua sơ về cái dòng quay này nha các bạn. Những bạn như các bạn Trần Quốc Khánh nè, thẻ cào được 500k Việt Nam đồng nè các bạn. Đỗ Quang Ngọc thì nhận được xe máy Honda nè các bạn. Cái này là tùy theo độ hên xui may mắn của mình thôi, còn là người đánh giá nè. Nè. Mọi tâm chuyện như bảo là 200k vậy cho link website nè các bạn. Mình tiếp tục chơi thì mười phát chưa ra nên hết xu, lúc này đang hứng mua thẻ nạp vô liên tục quay khoảng 12 lần. Trên vui quá mừng và nhắn giải thưởng, điền thông tin, đợi 2 ngày và mình đã nhận được cái iPhone Max nè các bạn. Chủ nhật gánh nè, là những bạn này chơi đánh giá là rất là tốt nha các bạn. App này thì quay ấy thì mình cũng qua, mình chỉ review, các bạn nào chơi thì vô tìm hiểu chơi các bạn. Đầu tiên thì chúng thẻ cào điện thoại nè. Rồi bây giờ mình đăng nhập vô Facebook, mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi luôn nha các bạn. Rồi đầu tiên số điện thoại đăng nhập tài khoản Facebook để kết nối chúng tôi. Số điện thoại là 0329931577. Nhập mật khẩu nha các bạn. Hệ thống đăng nhập qua Facebook, mật khẩu thu, mật khẩu rồi nha các bạn. Vậy mình đã là nhập cái mật khẩu và số điện thoại xong các bạn, mình quay thử coi. Bạn có 15 xu mình quay thử coi. Ten 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 ten, không trúng một. Thông báo thật tiếc bạn đã giờ không gì. Các bạn, cái vòng quay này là như mình hết là mình mất. Đập thẻ cào vô nha các bạn. Mình vô mình đăng ký mình chơi phiên cái rồi mình bỏ các bạn, không trúng. Trời ơi. Năm. Mỗi lần vô quay thì 5.000 xu nha các bạn. Không trúng. Bạn đã hết lượt 3 lượt phơi, bạn có thể quay lại vào ngày mai được tặng một. Ngày mai thì được vào 3 lượt quay nữa các bạn. Đối tác thanh toán địa chỉ xuống nhà. Cái buồn buồn vô. Đến khi chờ nó buồn.